Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022, năm mạng 1964 chi tiết, tuổi âm lịch, 59 tuổi, sao, Thái Dương chiếu mệnh, mạng, hỏa gặp mệnh kim, tương khắc, thiên can tuổi, Giáp gặp năm nhâm là tương sinh, rất tốt. Thông tin gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng, nam giới sinh năm 1964 cầm tinh con rồng tuổi Giáp Thìn. Có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 1 tháng 2 năm 1965 âm lịch. Với thiên can giáp, địa chi thìn, mang ý nghĩa phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm, ngũ hành, hỏa, phú đăng hỏa có nghĩa là lửa đèn to, tương sinh, thổ, tương khắc, kim. Cung mệnh nam mạng, cung ly, đàn ông tuổi Giáp Thìn là người có chí tiến thủ, tư chất thông minh, có tài ăn nói. Vì thế họ luôn có cơ hội phát triển năng lực, đạt thành công trong sự nghiệp, bản mệnh có tài lãnh đạo và luôn đặt ra những yêu cầu cao, mục tiêu lớn. Đôi lúc đàn ông tuổi Thìn gặp nhiều áp lực do sự cầu toàn của mình, xem tử vi nam tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2022 tổng quan, xét về tử vi tổng quan năm 2022 của nam mạng tuổi 1964, những chuyển biến về sự nghiệp, gia đạo, tài chính, sức khỏe sẽ được phân tích dựa trên các yếu tố ngũ hành bản mệnh. Can chi, hạn tuổi, sao chiếu mệnh, năm nhâm dần 2022 là năm con hổ mang mệnh kim, bạch lạp kim nghĩa là vàng pha bạc, bản mệnh của Giáp Thìn 1964 thuộc hỏa gặp mệnh kim là tương khắc, địa chi thìn gặp dần là bình thường, thiên can giáp gặp nhâm là tương sinh nên rất tốt. Tổng quan tử vi năm 2022 của nam mạng Giáp Thìn 1964 mọi sự đều vẹn toàn và tốt đẹp, công danh sự nghiệp sẽ rộng mở. Tuy sẽ có lúc khó khăn nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, tiền bạc, tài lộc trong năm 2022 dồi dào, trong năm nay gia đạo có tin vui thêm con thêm cháu. Bản mệnh năm nay đã 59 tuổi. Dễ đau ốm nên cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Năm 2022, nam mạng Giáp Thìn 1964 ảnh hưởng bởi sao Thái Dương là cát tinh, sao tốt chủ về phú quý. Sao Thái Dương thuộc hành hỏa nên tương hợp với mệnh hỏa của bản mệnh. Sao này chiếu mệnh tốt cho nam giới, mang ý nghĩa thuận lợi khiến cây khô cằn cũng phải nở hoa, phát lộc. Luận giải tử vi 2022 nam tuổi Giáp Thìn 1964 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022, nam mạng Giáp Thìn 1964 không cần quá lo lắng về công việc và sự nghiệp. Trong các mối quan hệ với đối tác, bản mệnh luôn có sự bình hòa, khiêm tốn, không cậy bản thân chức quyền và nhiều kinh nghiệm mà coi nhẹ người khác. Do vậy, bản mệnh đi tới đâu cũng được yêu quý, nể trọng. 2. Tài chính, tài lộc năm 2022 sẽ luôn thịnh vượng dù bản mệnh có đang làm lĩnh vực nào. Tài lộc cũng sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể công việc tay trái sẽ phát triển, tuy vậy, bản mệnh cũng cần lưu ý đến những người xung quanh. Không nên quá tin tưởng vào những mối quan hệ mới quen biết để tránh bị lừa gạt, lợi dụng. 3. Tình duyên, gia đạo, nam mạng Giáp Thìn 1964 chuyện gia đạo, tình duyên trong năm 2022 bình ổn. Vợ chồng có sự đồng điệu để xây dựng gia đình. Khoảng thời gian kế đây nên dành thời gian trò chuyện, lo lắng cho con cái trong nhà hơn. Về cơ bản chuyện gia đạo tình duyên của bản mệnh trong năm nay khá như ý. Nếu xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng chỉ cần nghĩ thoáng, bình tĩnh xử lý thì mọi sự đều ổn thỏa. 4. Sức khỏe của bản mệnh đã lớn tuổi nên không nên làm việc quá sức. Đồng thời chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và rèn luyện thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe. Xem sao hạn của nam tuổi Giáp Thìn 1964 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng, năm 2022, nam mạng Giáp Thìn 1964 chủ sao Thái Dương thuộc hành hỏa, nghĩa là mặt trời chiếu mệnh vượng phú quý cho nam giới. Dưới sự tác động của các tinh, bản mệnh sẽ làm ăn phát đạt, công việc có thăng tiến. Tháng 6 và tháng 10 âm lịch là tháng đại cát, nếu làm ăn chân chính thì con đường sự nghiệp rộng mở. Nếu làm ăn không chính đáng thì sao Thái Dương sẽ tác động hao tổn tài lộc. 2. Hạn tuổi, năm 2022, nam mạng Giáp Thìn gặp hạn thiên la chủ về phu thê. Gia đạo nên cần bình tĩnh xử lý mâu thuẫn. Hạn thiên la dễ gây bất an và bồn chồn, lo âu, tuy vậy, do bản mệnh đã chủ động biết được hạn thiên la nên cần giữ tâm thế lạc quan. Giữ cho tinh thần luôn thoải mái để mọi chuyện trôi qua êm ấm nhẹ nhàng hơn. 3. Tứ trụ, thiên thắng, địa tam tai.
Nam mạng Giáp Thìn trong năm 2022 chỉ biến động làm ăn nên cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời bản mệnh cần quan tâm gia đình hơn. 4. Vận niên, Thố Lộng Nguyệt, Thỏ Vần Trăng, năm 2022 báo hiệu một năm tươi vui, hạnh phúc, thành đạt suôn sẻ và nhiều tài lộc, gia đình có nhiều hỷ sự. Tuy vậy, bản mệnh cần lưu tâm không đầu tư nhiều tiền bạc, cho vay mượn, hạn chế tiệc tùng. 5. Màu hợp tuổi, phong thủy ngũ hành năm 2022 Nam mạng Giáp Thìn mệnh hỏa được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ hợp với màu đỏ, hồng, tím, xanh lá cây. Tìm hiểu kỹ hơn về màu sắc đem lại may mắn và hợp với mệnh hỏa tại, mệnh hỏa hợp màu gì. 6. Hướng xuất hành, Nam mạng tuổi Giáp Thìn 1964 thuộc cung Ly, Đông tứ mệnh. Hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: Đông, sinh khí; Bắc, diên niên; Đông Nam, thiên y; Nam, phục vị. 7. Hóa giải sao hạn, theo phong tục, bản mệnh khi gặp sao xấu có thể dâng lễ giải hạn để tăng thêm niềm tin. Bản mệnh được sao Thái Dương là cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần làm ăn liêm chính là mọi sự đều thuận lợi, bình an. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ những vận hạn trong năm 2022, quý bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy hoặc đeo mặt Phật bản mệnh. Đây là những vận phẩm mang tới những điều may mắn, tốt lành cho thân chủ. Tuổi Giáp Thìn 1964 được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh. Mang theo mặt Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát bên mình thì cuộc sống bình an, tư tưởng thoải mái, không suy nghĩ ưu phiền, tràn đầy năng lượng tích cực, sức khỏe dồi dào. Diễn biến tử vi nam tuổi Giáp Thìn theo tháng trong năm. Tháng 1, năm mới vui xuân ấm áp bên gia đình, không nên quá chén để ảnh hưởng đến khí huyết và sức khỏe. Tháng 2, bản mệnh khởi sắc trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió đem về tài lộc. Tháng 3, trong tháng không nên thay đổi việc làm ăn, đầu tư tiền bạc, chú ý bệnh cơ xương khớp. Tháng 4, tình cảm gia đạo xảy ra chú mâu thuẫn và bất đồng quan điểm với con cháu, sự nghiệp có chuyện không như ý. Tháng 5, tháng mới do có tính toán, đầu tư kinh doanh nên công việc mở mang, phát triển. Tháng 6, vận khí bản mệnh tháng này khá tốt, có quý nhân phù trợ nên công việc xuôi chèo mát mái, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên không nên giữ tâm thế chủ quan để tránh sai sót. Tháng 7, sức khỏe dễ đau ốm, đặc biệt là các bệnh tuổi già, gia đạo có chuyện không như ý. Tháng 8, công việc kinh doanh khởi sắc, quý ông Giáp Thìn nên để ý sức khỏe và tránh xuất hành xa. Tháng 9, cẩn trọng các vấn đề pháp lý, giấy tờ kinh doanh. Tháng 10, gia đạo có chuyện vui, hòa hảo như cưới xin, thêm cháu chắc. Tháng 11, tài chính có sự hao hụt vào kinh doanh nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn. Tháng 12, tháng cuối năm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, dễ đau ốm nên cần lưu ý giữ gìn sức khỏe.